đường ngang tàng ngoài Việt Nam giữa Trường Sơn. Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian. Đường ruộng ngô đền xóm giữa chưa cùng, đường ngông cuồng đường Trường Chinh vẫn ruồi rong. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn vẹn bước dòng trời. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan. Bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo tàn đang ăn lối. Nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi rất hăng. Chi dựng lấy huy hoàng, sống ra vàng này là vua đấu tranh. Đường của ta đưa ta về thành bình, đường an lành, đường thành thơi những ngày vui. Đường Việt Nam mời những bước chân rời sát nhau lại. Xin mời cô Ngọc Anh của tổ ngữ văn ngay bây giờ trở về phía ban tổ chức để gặp thầy Khoa. Xin mời cô Ngọc Anh. Ta ổn định để chúng ta tiến hành bước thứ nhất trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, kính thưa toàn thể quý thầy cô, các anh chị nhân viên trong hội đồng sư phạm của nhà trường, kính thưa các bậc cha mẹ học sinh, các đại diện ở các lớp và thân nhân. Một nhà văn Nga đã từng nói, trái đất này sẽ u ám, cuộc đời này sẽ vô vị, chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa nếu trên hành tinh này không có phụ nữ. Trên tinh thần ấy, nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã viết: thử xem trên thế giới này mà chỉ có đàn ông, các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét, các anh sẽ không đánh nhau và cũng chẳng biết làm gì hết. Lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên già nua và lụi tàn. Thật vậy, hơn 100 năm qua, ngày 8 tháng 3 đã trở thành ngày hội lớn của người phụ nữ. Sự hiện diện của họ đã làm cho cuộc đời đẹp hơn, huyền ảo hơn, phức tạp hơn và tạo cho chúng ta bao rung cảm diệu kỳ, thiêng liêng và thánh thiện. Chúng ta muôn ngàn lần ngợi ca, chúc mừng và khát vọng về những người phụ nữ đẹp về hình thể, giàu về trí tuệ và phong phú về tâm hồn. Chính vì những tình cảm và ý nghĩa sâu sắc ấy, hôm nay chấp hành sự phân công thực hiện và chỉ đạo về mặt chương trình của ban chấp hành công đoàn nhà trường, tổ ngữ văn chúng tôi tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và 1974 năm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Thay mặt cho toàn tổ, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cô, quý chị sức khỏe, sắc đẹp, trí tuệ, niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh, chúng ta biết bao tự hào về những trang sử vàng của dân tộc.
càng tự hào hơn khi những trang sử vẻ vang ấy lại ghi đậm dấu ấn của người phụ nữ Việt Nam trong từng thời kỳ với những chiến công làm rạng rỡ non sông đất nước. Kỳ diệu biết bao khi lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, người vất cờ khởi nghĩa là phụ nữ, người lãnh đạo khởi nghĩa là phụ nữ, và người xưng vương dựng nước cũng lại là một phụ nữ. Chưa có một quốc gia nào, một dân tộc nào lại có được niềm vinh dự lớn lao như thế. Tưởng là liễu yếu đào tơ, hóa ra là kẻ cưỡi voi phớt cờ. Tưởng là vẫy nhẹ cành mai, hóa ra rút kiếm chém tan quân thù. Có thể nói, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã trở thành bó đuốc khai thông, khơi lối con đường hành động vì nghĩa lớn của những người phụ nữ. Sau đây, xin kính mời toàn thể quý vị, quý thầy cô hãy cùng lắng nghe những phẩm chất, nét đẹp, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ Nữ qua phần trình bày của cô Lý Thị Ngọc Anh, giáo viên của tổ ngữ văn. Quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bậc phụ huynh thân mến. Sau đây em xin trình bày phần ý nghĩa về Ngày Phụ Nữ Việt Nam 8 tháng 3. Ngày 8 tháng 3 đó là cả một câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới. Chính phụ nữ là những người làm nên ngày 8 tháng 3 lịch sử. Để mỗi năm có một ngày tràn ngập hoa thì đã có không ít máu và nước mắt đã đổ xuống trong quá khứ. Ngày 8 tháng 3 năm 1857, công nhân xưởng may ở New York tuần hành yêu cầu nâng cao chất lượng làm việc, giảm giờ làm và những yêu cầu về quyền lợi cho phụ nữ. Lực lượng biểu tình này đã bị cảnh sát đàn áp. 51 năm sau, 8 tháng 3 năm 1908, để kỷ niệm cho sự kiện 8 tháng 3 năm 1857, một cuộc biểu tình của các nữ công nhân Mỹ đòi quyền bầu cử, chấm dứt tình trạng ngược đãi công nhân và bóc lột sức lao động trẻ em cũng bị dập tắt bởi cảnh sát New York. Năm 1910, một nhà hoạt động xã hội người Đức Lara Zetkin đề nghị lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ để kỷ niệm những cuộc biểu tình và những cuộc đấu tranh của phụ nữ trên toàn thế giới vì bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ. Nhiều sự kiện đáng chú ý khác liên quan đến ngày 8 tháng 3 như cuộc đấu tranh lớn tại Nga vào ngày 23 tháng 2 năm 1917 theo lịch Nga và là ngày 8 tháng 3 theo lịch Công giáo. Những nữ công nhân đã ồ ạt tấn công khắp các đường phố của Nga. Sự kiện đó sau này được đánh giá là một trong những tác nhân châm ngòi cho cách mạng tháng 10 Nga. Ngoài ra, còn rất nhiều cuộc đấu tranh của phụ nữ trên thế giới cũng nổ ra vào tháng 3 lịch sử. Năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 8 tháng 3 hàng năm làm ngày quốc tế phụ nữ. Hai năm sau, Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết các thành viên kỷ niệm ngày này như là ngày vì quyền bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho thế giới. Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ Nữ được kỷ niệm rất trang trọng, một ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho phụ nữ. Hầu hết, người ta đã không còn nhớ chính xác về ý nghĩa của ngày này. Nam giới coi đây là cơ hội để thể hiện sự ga lăng của mình cho những người mà họ yêu quý. Ngày 8 tháng 3 đã bị xóa nhòa ranh giới về ý nghĩa thực của nó. Chính cái ý nghĩa phát sinh lại trở nên rất ý nghĩa đối với phụ nữ. Trong 365 ngày trong năm, người phụ nữ có riêng một ngày để được cả xã hội quan tâm, ngợi ca và bày tỏ niềm kính trọng. Một ngày bù đắp cho những vất vả của những người mẹ tảo tần, những người vợ đảm đang, những người vung vén, dựng xây tổ ấm gia đình. Có thể không cần phải nói nhiều, bạn cũng hình dung ra vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại. Là người nội trợ chính trong gia đình, người lao động kiếm tiền ngang bằng với nam giới, là những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội, là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành, thành đạt hơn, đảm đang hơn, tự tin hơn và xinh đẹp hơn,
đó là hình dung về những phụ nữ Việt Nam của thế kỷ 21. Và người phụ nữ đang dần khẳng định rằng mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước nữa. Kính thưa toàn thể hội đồng, tôi vừa trình bày ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Và cuối lời thì em cũng xin chúc đoàn của chúng ta có một ngày nghỉ thật là hạnh phúc, vui vẻ, an lành bên những người thân yêu và đồng nghiệp của mình. Và đặc biệt là em xin chúc cho các bà, các mẹ, các chị và các cô thật là dồi dào sức khỏe, ngày càng trẻ đẹp và thành đạt hơn trong công việc và trong cuộc sống. Em xin chân thành. Kính thưa toàn thể quý vị, đến tam giờ buổi sinh hoạt câu lạc bộ công đoàn ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, là Trần Thị Tuyết Mai, là phó chủ tịch công đoàn ngành giáo dục đào tạo Gò Vấp. Xin trân trọng giới thiệu cô Mai đâu ạ? Dạ, vâng. Ngoài ra còn có sự tham dự của hầu hết cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường, và đặc biệt là sự tham dự của các bậc cha mẹ học sinh, các vị là đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp cùng thân nhân. Đề nghị một lần nữa, chúng tôi xin đề nghị toàn hội nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay một lần nữa để nhiệt liệt chào mừng các đồng chí tham dự. Liên tục chương trình là phần khen thưởng phụ nữ hai giỏi. Đầu tiên chúng tôi xin kính mời cô Đặng Thị Tuyết, chủ tịch công đoàn của nhà trường, lên thông qua quyết định khen thưởng và danh sách khen thưởng. Xin kính mời cô. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy cô giáo, sau đây tôi xin đọc quyết định khen thưởng phụ nữ hay giỏi. Công đoàn ngành giáo dục Gò Vấp, công đoàn cơ sở An Nhơn, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Gò Vấp ngày 1 tháng 3 năm 2014, quyết định về việc khen thưởng phụ nữ hay giỏi. Căn cứ quyết định số 187 trên QĐ-TV ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở An Nhơn. Căn cứ chương 2 và chương 3 điều lệ Công đoàn Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức công đoàn cơ sở. Căn cứ vào kết quả thi đua năm học 2012-2013. Căn cứ các đề nghị của tổ công đoàn và theo đề nghị của ban nữ công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở An Nhơn quyết định điều 1, công nhận danh hiệu, tặng giấy khen và phần thưởng cho 32 công đoàn viên lao động nữ đạt danh hiệu phụ nữ hay giỏi cấp trường năm 2013 theo danh sách đính kèm. Điều 2, các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng công đoàn và các công đoàn viên nữ có tên trong danh sách tại điều 1, căn cứ theo quyết định thi hành, thay mặt ban chấp hành công đoàn, chủ tịch công đoàn Đặng Thị Tuyết. Sau đây là danh sách. Thứ nhất là cô Hồ Thị Thu Liên, cô Nguyễn Thị Ngọc Thơ, cô Nguyễn Thị Tường Vi, cô Lương Nguyễn Quỳnh Như, cô Hồ Thị Thanh Tuyết, cô Hồ Thị Thanh Thủy, cô Dương Thị Hồng Trâm, cô Trần Thị Bích Vân, cô Võ Thị Liên, cô Nguyễn Thị Thư, cô Trịnh Thị Thúy Hằng, cô Nguyễn Thị Kim Đan, cô Ngô Phương Hoa, cô Cao Thị Thu Hương, cô Nguyễn Ngọc Sương, cô Nguyễn Thị Kim Anh, cô Phan Gia Thị Đỗ Quyên, cô Đỗ Thị Thủy Tiên, cô Nguyễn Thị Hồng Tâm, cô Đặng Thị Tuyết, cô Nguyễn Ngọc Anh Thư, cô Lai Thị Bích Liên, cô Trần Thị Thơ, cô Phạm Thị Ánh Trang, cô Lưu Thị Hồng Hạnh, cô Nguyễn Thị Thu Anh, cô Phạm Hoàng Thùy Trang, cô Bùi Kim Chi, cô Nguyễn Thị Thuận, cô Vũ Thị Anh Đào, cô Nguyễn Thị Thu Thủy, cô Trần Lâm Hội. Tiếp theo xin mời cô Trần Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục đào tạo Việt Nam, lên trao cái giấy chứng nhận và khen thưởng của công đoàn cơ sở An Nhơn cho các phụ nữ có tên trên. Xin kính mời cô. Chúng tôi. Lùng đứng trước, cao đứng sau, bằng nhau đứng ở giữa. Vâng, do không gian nó chật hẹp, quý cô có thể đứng thành ba hàng cũng được ạ. Dạ. Đó.
đó, một hàng quý cô bước lên, bước thẳng lên phía trên đó, hàng thứ hai chúng ta đứng ở cái phần cái chỗ vừa rồi, là hàng thứ ba chúng ta đứng phía sau. Và chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục đào tạo Gò Vấp lên trao tặng cho quý cô giáo được công nhận là phụ nữ hai giỏi của trường trung học cơ sở An Nhơn. Đó. Vâng vâng. Dạ. Đây. Mời 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 cô Thư ạ. Cô Thu Anh. Cô Tường Vi. Tất cả quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Mai, cảm ơn quý cô. Mời quý cô trở về chỗ ngồi. Kính thưa toàn thể quý vị, cũng nhân dịp này, nhà trường An Nhơn, ban chấp hành công đoàn của trường trung học cơ sở An Nhơn có nhà ý gửi tặng đến cô giáo Trần Thị Tuyết Mai một món quà lưu niệm. Chúng tôi xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Tuyết Mai lên nhận. Về phía nhà trường, chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo Trần Đặng Anh Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn của nhà trường lên trao tặng cho cô Tuyết Mai. Xin kính mời. Đừng đi chơi còn đừng nhận quà. Thầy qua. Vâng, xin toàn hội đồng chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, cũng nhân dịp này, đại diện ban thường trực hội cha mẹ học sinh của nhà trường cũng gửi tặng đến quý cô giáo trong nhà trường một món quà. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Đinh Hữu Trọng, Chủ tịch Hội Cha mẹ học sinh của nhà trường lên trao tặng. Và về phía nhà trường, chúng tôi xin trân trọng kính mời cô giáo Đặng Thị Tuyết, Chủ tịch Công đoàn của nhà trường thay mặt quý cô nhận món quà này. Xin kính mời anh Trọng và cô Tuyết. Wow. Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ tháng 3, thay mặt cho ban đại diện cha mẹ học sinh, chúng tôi xin gửi tới tất cả các người phụ nữ đẹp của nhà trường, tất cả những người phụ nữ có mặt tại nơi đây, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, sắc đẹp và thành công trong cuộc sống. Nhân ngày hôm nay được nhà trường, công đoàn mời một số anh chị đại diện trong hội phụ huynh đi tham dự buổi dã ngoại của chúng ta sinh hoạt cùng 8 tháng 3. Đại diện cho học sinh có món quà.
xin được gửi tặng cho đại diện phụ nữ của trường để góp thêm vào niềm vui trong ngày hôm nay. Xin chị vui lòng được. Mừng sinh nhật của quý thầy cô có ngày sinh trong tháng 3. Chúng tôi xin chúc mừng và kính mời quý thầy cô có tên sau đây chúng ta cùng bước lên phía trên. Thứ nhất cô Trần Lâm Hồi, thứ hai thầy Lê Thanh Dũng, thứ ba thầy Nguyễn Đức Vọc và thứ tư thầy Nguyễn Thành Trung. Xin mời bốn thầy cô vừa có tên chúng ta cùng bước lên phía trên. Chúng tôi xin kính mời cô giáo Đặng Thị Tuyết, chủ tịch công đoàn của nhà trường, lên trao phần quà cho quý thầy cô có ngày sinh trong tháng 3. Rồi ok. Được chưa? Thi karaoke của trường Thái Nhân. Thế lệ hội thi như sau: mỗi tổ sẽ biểu diễn một tiết mục karaoke tại sân khấu này. Số lượng không hạn chế, tối thiểu là một người. Ban giám khảo sẽ chấm theo các tiêu chí sau đây. Thứ nhất, càng đông điểm càng cao, nhưng một người mà hát hay lắm, đội khác hát dở hơn nhưng càng nhiều người hát thì cái đội mà nhiều người hát sẽ thắng cái đội mà chỉ có cử một người hát thôi. Xin phép được chia sẻ cụ thể như vậy để ban giám khảo không có bối rối khi phải chấm và công bố giải ạ. Và tiếp theo đây, trong khi chờ đợi sự chuẩn bị và đăng ký của các đội thì sẽ có một ca sĩ rất nổi tiếng của trường An Nhơn chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ được biết. Còn bây giờ mời các đội hãy cử người và đến khu vực hậu đài để đọc tên bài hát lên, thì sẽ có người giúp đỡ cho quý thầy cô, sẽ có nội dung bài hát ở trên đây và các thầy cô sẽ hát. Xin phép được đọc ngẫu nhiên nha. Trước tiên là tổ Lý Hóa Sinh, là tổ mà mới vừa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ của tuần rồi, của tháng rồi, tổ Lý Hóa Sinh hát trước. Tiếp theo là em nhớ tổ nào em làm tổ đó đi. Tiếp theo là tổ Toán, tại vì nãy giờ em ngồi cạnh thì thì Thọ nên em nhớ tổ Toán sẽ hát thứ hai. Tiếp theo nữa đó là tổ Văn Thể Mỹ. Văn Thể Mỹ. Thứ tư là tổ Anh Văn. Thứ năm là tổ Văn là đã đăng ca đúng không? Văn Phòng. Và cuối cùng là sự tham gia của tổ xin lỗi, là có bên phụ huynh nữa, thêm một tổ nữa cô Vượng ơi. Phụ huynh hát đầu tiên. Dạ, nhưng mà phụ huynh là cũng là mình tính là một tổ luôn đó cô Vượng. Thì phụ huynh lát là hát đầu dạ, tiên. Dạ. Rồi tiếp tục đó là tổ giáo dục công dân sự địa. Dạ, các thầy cô đã nhớ về cái thứ tự của mình rồi phải không ạ? Xin phép mời đại diện các tổ tham gia hội thi karaoke về khu vực bên trái của sân khấu để chúng ta đăng ký bài hát. Và sau đây là một bài hát được gửi đến qua tiếng hát của một ca sĩ rất nổi tiếng của trường An Nhơn chúng ta. Đó là ca sĩ Đinh Hữu Trọng với nhạc phẩm Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Vâng, xin cho một tràng pháo tay, xin mời ca sĩ Đinh Hữu Trọng. Và đây là phần tham gia thôi, biểu diễn thôi, chưa có thi đâu nha ban giám khảo. Nên là lát nữa là tiết mục của cái đội phụ huynh là thi sau. Em xin mời. Nếu như Trọng Tấn là một giọng ca vàng được rất nhiều người hâm mộ và ái mộ thì Hữu Trọng lại là một giọng ca vàng vọt, khi lên cao vút, khi xuống mất hút. Một giọng ca được rất nhiều khán giả hăm dọa và đa số mọi người ái ngại. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, trong niềm vui này và được sự đề nghị của các cô, và ngày hôm nay thì không thể nào từ chối những đề nghị của các cô.
đàn ông thì chúng ta luôn làm cho phụ nữ đẹp hơn, phải không ạ? Cho nên là theo yêu cầu của cô, chào sát tặng mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Chúng ta cho ra pháo tay vui quá. Mặt hồ hương vân lung linh mây trời, càng tỏa gát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thanh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng, của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa đầu pháo vẫn vươn lên trời cao. Giới thiệu thành phần ban giám khảo ngày hôm nay, đó là người đứng đầu trường của ta, đó là 1, 2, 3 các bạn thôi nhà, 1, 2, 3 hiệu trưởng Hồ Thị Thu Liên. Một thành viên rất là đặc biệt nữa của trường chúng ta, vì chính sự có mặt của anh đã cùng hỗ trợ với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường. Chính sự có mặt của anh làm cho mỗi buổi không khí của trường Trung học cơ sở An Nhơn thêm được sôi nổi, ý nghĩa và thân mật. Đó là anh Đinh Hữu Trọng. Như vậy là mất quyền thi hát rồi. Vâng. Đúng rồi, là được đối thủ rồi. Mình cũng phải khéo léo chứ, đúng không nào? Thứ ba, xin trân trọng giới thiệu một cô giáo đầy sự nhiệt tình, đầy sự hy sinh đối với nhà trường, luôn quan tâm đến mọi quyền lợi của anh em. Đó là cô Đặng Thị Tuyết, Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Vâng, một lần nữa cho một tràng pháo tay cho ba quý vị, ba giám khảo này ạ.
là và nhớ xin mời ban giám khảo vui lòng là nhớ tiêu chí chống nãy giờ, tại vì là bây giờ ban tổ chức không xin phép không được nhắc lại. Sau đây xin mời phần tham gia của tổ Lý Hóa Sinh. Vâng, xin mời ban giám khảo chúng ta có thể quay trở về vị trí bàn làm việc của mình ạ. Cầm cây bút và tờ giấy ạ. Vâng, một lần nữa. Em không hát được, em múa cũng được. Sau đây là nhạc phẩm Cháu Lên Ba của con Phong sẽ gửi đến tất cả các thầy cô. Cháu lên ba có không anh? Rồi tổ văn sẽ phụ cho tổ toán. Bài gì em? Lên. Bài gì? Thì cháu lên ba chẳng lẽ không phụ? Tổ toán nó nhanh chóng thay đổi quyết định không ạ? À? Hay là vẫn vậy ạ? À? Toán ơi! Cô phụ nhắm ba không có nổi. Hey, phòng tay lớn xin mời mời bạn hát nối vòng tay lớn được tổ toán hát luôn và nối luôn hả? Rồi nối thì nối. Sau khi nhiều lần kết nối với ca sĩ Đức Vọng thì hiện nay ca sĩ Đức Vọng đã có mặt tại sân khấu rồi. Xin mời toàn thể hội đồng chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn. Và xin cảm ơn. Em đã chọn nối vòng tay lớn lớn mà, nhưng mà em nghĩ bài này thầy hát rất hay. Dạ được. Nối vòng tay lớn bác ơi. Dạ ông nghe. Nhìn cũng xa lên rồi. Mời cả nhà chúng ta cùng vỗ tay và hát theo để ủng hộ tinh thần cho tổ toán ạ. Và ca sĩ lên đây, ca sĩ ơi. Có giống kiểu trình diễn đó. Ban giám khảo bổ sung thành viên đó. Sự vui vang tay vẫn vội làm biết xa. Ta đi vòng quay lớn mãi về nơi sơn hà. Mặt đất bao la. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên đồi. Ở núi gió trên vui mưa đầy, dòng bước đưa con tim đồng đại. Dừng tình người chẳng thể quay, thành phố nơi xuân xa vô vời. Người chiếc hai lên tiếng hòa cười, và nụ cười nắng chưa mơ. Quá đã, quá đã. Từ chấm điểm luôn là quá đã luôn. Và xin cảm ơn phần tham gia rất nhiệt tình của tổ toán và đề nghị ban tổ chức ghi nhận thêm sự cổ động của các tổ khác. Những tổ nào có sự cổ động nhiều là cộng điểm thêm cho tổ đó. Vâng, xin cảm ơn phần hỗ trợ rất là nhiệt tình của các cổ động viên. Và tiếp theo đây, sao không thấy diễn viên đâu, sao giới thiệu? Thầy Mỹ tổ sử địa. Thầy Mỹ là tổ sử địa. Xin mời tổ sử địa. Cô nói là tôi xúc động quá. Vì lý do tôi không hát được lòng mẹ. Vì mẹ tôi đã ra đi rồi. Nên mỗi lần tôi hát là tôi khóc thôi. Bây giờ còn cha thì mình luyến tiếc một chút xíu tình cha.
mong muốn con ở gần cô. Con nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá mà cha nằm ôm con dưới ấm những cành lá, nhẹ nhàng hôn con và chẳng hề nói này có yêu con hay nhớ. Xin quá là viên bữa này hát là để được nhá, bây giờ mình có hát nhé. Ông cụ ổn ra lắm hết. Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn rất là cảm động của tổ công dân sử địa. Kính thưa các thầy cô, cho đến giờ này ban giám khảo và ban tổ chức ghi nhận đây là tiết mục ấn tượng nhất cho đến giờ này ạ. Trong cái live show đêm hôm nay. Và tiếp theo xin trân trọng tất cả hội đồng chúng ta cùng đến với phần tham dự của tổ ngoại ngữ. Xin mời tổ ngoại ngữ bắt đầu chương trình của mình. Ban giám khảo Lâm Tổ. Vâng, tổ toán kéo hợp ý. Đi về kéo hợp ý. Ơi cô hát chính cái đô hát được. Jane.
ca sĩ Đặng Tuyết và tôi đã có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ ngắn rất là nhanh, đó là hỏi thăm ca sĩ Đặng Tuyết tập bài này trong thời gian bao lâu. Thì được biết là bài này đồng chí tập 13 năm rồi. Đó là năm đầu tiên tôi về ngành giáo dục thì có dịp hát karaoke với ca sĩ Đặng Tuyết nên là biết là bài này được tập từ ngày đấy. Tiếp theo chương trình sau đây xin mời tổ tổ nào hát bài kia hôm nay ạ? Thầy Thỏ có ý kiến gì không ạ? Thầy Thỏ ơi. Hát bài kia hôm nay là ai đang hát? Xin mời tổ tiếp theo. Hiện nay có một tổ đang rất là mong ngóng được tổ được tham gia nhưng mà chưa được mời nữa nè. Thành ra là cái tổ mà được mời là mời các thầy cô nhanh chóng. Tiếp theo, xin mời một tổ rất đặc biệt là ban tổ chức mới được ghi nhận ngày hôm nay mới tức thì đăng ký tham gia, đó là tổ phụ huynh. Xin mời tổ phụ huynh. Cái bài này đặc biệt là tất cả mọi người cùng hát thì nó mới hay, bởi vì là chúng ta đều xuất phát từ những vùng quê nông nghiệp. Một ca khúc Sống Mãi Với Thời Gian, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bài hát được mang tới hát về cây lúa hôm nay. Cái bài này có đặc biệt là tất cả mọi người cùng hát, đặc biệt là ban tổ chức cũng không cần phải nhìn giấy, và đặc biệt là có luôn cả đội múa minh họa. Cho nên bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng sướng với bài hát này. Anh ơi, anh mời đại biểu của mình hát luôn đi. Hôm nay mình có một đại biểu là phó chủ tịch công đoàn ngành á. Mình mời đại biểu của mình lên hát luôn. Người đẹp Mai đúng không ạ? Trần Thị Tuyết Mai. Mai. Trân trọng kính mời cô Trần Thị Tuyết Mai ạ. Sau khi có xong điện thoại thì Mai sẽ lên ngay. Xin mời Mai lên đây cùng hát với chặng bài hát này. Một sáng tác hát về cây lúa hôm nay. Nhạc đâu rồi? Trừ lương. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên ạ. Chúng ta cùng nhảy minh họa, cùng sướng. Đúng rồi, nhẹ nhàng nào. Ở ra, hai chúng ta cùng đứng lên nào. Ở phía đằng kia. Cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hò hẹn như mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta không nhảy đâu. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân đồi bùn sâu dưới trời mưa phùn, mà đôi vai xưa kéo dài thay trơ. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lai máy cày, và bảo cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé, sông mang đồi người anh thong nặng nhớ. Được mùa thóc lúa chở hồ ngô khoai, ăn thoảng ngọt ngon nhớ người buôn trồng, bàn tay quê hương vô về yêu thương, bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, dân dân giang sơn những bàn tay chung đúng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng, tình yêu trao cho người yêu. Hãy
Vâng, để tiếp theo chương trình sau đây mình nhập phẩm được mang tên Mắt Nai Cha Cha Cha. Và hy vọng các quý phụ huynh, các thầy cô và mọi người cũng hưởng ứng như vậy. Đứng lên nhảy cha cha cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong mùa, cho anh nghe đến ngay tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đã bên phải nước mơ. Có tim ai khóc khóc từ chiều, cho cõi lòng ta mới tư tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé nào bé ơi. Lời nào các bé đi đến nhà bé. Nụ hồng, một nụ hồng trong con tay. Cảm ơn quý vị đã cố tình lắng nghe, xin cảm ơn. Tôi xong ca mình còn gửi em cuối cùng. Rồi nha, mới thành lập ngày hôm nay nhé. Trời luôn. À, không chịu thua kém đội phụ huynh. À, đội Văn Thêm Mỹ đã mang đến một không khí rất là náo nhiệt, rất là sôi động và cũng rất là đáng yêu. À, và chắc chắn phần trình diễn vừa rồi có điểm cộng ban giám khảo nhớ nên lát nữa ban các cái sự kiện đáng chịu. Thì Dũng ơi, còn một tổ nữa phải không ạ? Tổ Anh Văn chưa lên. Xin mời tổ Anh Văn ạ. Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của tổ Anh Văn, sau đây xin mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức một tiết mục rất là đáng yêu. Đây là sự kết hợp rất là đặc biệt của hai ca sĩ, một ca sĩ đến từ nhóm đại biểu và một ca sĩ đến từ nhóm phụ huynh với nhạc phẩm Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Xin mời toàn thể hội đồng chúng ta cùng một chào đón đôi song ca đặc biệt này, một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, ngay giờ đây xin giới thiệu đến quý vị hai giọng ca đã giành được rất nhiều huy chương trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Một huy chương vàng tại Đà Lạt, một huy chương bạc tại Hải Phòng, một huy chương đồng tại Cà Mau, một huy chương thau tại Tam Kỳ, một huy chương chì tại thành Nha Trang, một huy chương gan tại Phan Thiết, một huy chương thiếc tại Đắk Lắk, một huy chương sắt tại Vĩnh Cửu và một huy chương mổ tại Pleiku. Tiếng hát của đôi song ca mới thành lập ngày hôm nay trọng trọng và mãi mãi qua ca khúc được mang tên Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Đứng lên được nha, đi được nha, Linh ơi, hai Linh. Đề nghị cái nhóm nhà lá này chúng ta đứng lên, cổ vũ cho. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên đây mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
anh ở biên cương biết là em mong ngóng tháng chờ cứ chiều chiều giá sâu cánh đường đến lòng ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em trường trung học cơ sở An Nhơn, đặc biệt là có tham dự của rất là nhiều phụ huynh và các em học sinh là con của chúng ta, thì không có gì hơn tôi xin kính chúc cho tập thể sư phạm cùng với phụ huynh của trường trung học cơ sở An Nhơn được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và gia đình hạnh phúc. Riêng các cô, các chị thì luôn luôn là tươi đẹp và mang lại niềm vui đến tất cả các em học sinh của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Còn ai nữa? Bây giờ thì sao, nhìn nãy giờ mọi người hát hay quá, thay đổi không khí. Trọng xin kể một câu chuyện. Với câu chuyện này cô Liên làm cho Liên làm chủ tịch luôn. Tức là cái câu chuyện này nó liên quan đến Trọng và liên quan đến nhà trường. Vì tên Trọng mà Trần Trang Trọng mà, cho nên sau đây sẽ kể câu chuyện toàn vần thê. Cái đặc biệt câu chuyện này toàn vần thê. Câu chuyện được mang tên Chuyện tình thầy Trọng trường tôi. Mọi người cho chàng vỗ tay để câu chuyện được bắt đầu. Nội dung câu chuyện thế này.
Thủ trưởng trường tôi tức thầy Trần Trang Trọng, tướng ta thầy thâm thấp, thoạt trông tướng thầy trưởng thọ. Tổ tiên thầy tại tỉnh Thừa Thiên từ thời Thành Thái, thầy trúc tuyển tứ tài Tây, thông tạo 8 thứ tiếng: tiếng Tàu, tiếng Thổ, tiếng Thái, tiếng Tài, tiếng Triều Tiên, tiếng Tây Tạng, tiếng Tiệp. Thuở thiếu thời thì thầy thích thơ, thầy thường thưởng thức thơ trong thi tập Thâm Tâm, thi tập Thánh Tông. Tới tuổi trưởng thành thì thầy thích tiểu, thích tỏ tình. Trong trường, thầy thương thầm Trần Thị Thu Tâm. Thầy thường theo Thu Tâm thỏ thẻ. Thu Tâm, từ thuở thấy Thu Tâm, trái tim tôi thổn thức. Trăng tháng tư tỏa trên tóc tôi tiếng thì thầm tình tứ. Tôi thề tôi thương Thu Tâm thiết tình. Thu Tâm thương tôi thì thần thật tỏ tình. Thu Tâm thẹn thùng thỏ thẻ. Thầy trọng, thầy thương tôi theo thói thường tình. Tới tuổi trăng tàng thì thầy tặng tôi tâm trạng thất tình tê tái. Thầy trọng thề thốt. Tôi thề, tôi thương Thu Tâm thiết tình. Tôi thẳng Thu Tâm tâm trạng thất tình tê tái thì tôi tắc tự. Thấy thầy trọng thề thốt, Thu Tâm thương thầy trọng. Thực tình, Thu Tâm thương thầy trọng từ 8 tháng trước. Từ thuở thầy trọng thương Thu Tâm, tập thể thường thấy thầy theo Thu Tâm tới từ thất. Thu Tâm thích thịt thì thầy thẳng thịt. Thích tôm tươi, thầy tặng tôm tươi. Thích thỏ tái, thầy tặng thỏ tái. Thích tiền, thầy tặng thêm tiền. Thành thử thiền tháng thầy tiêu trước, tiêu tiếu, tiêu thâm. Thầy tiêu tiền tứ tung, thân thể thầy teo từ từ, trông thật thê thảm. Trong trường, thầy Thủy, thấy thầy trọng thì thương. Thầy Thủy theo thầy trọng thỏ thẻ. Trọng, tiền thì tiêu từ từ, tiêu trật tự, tiêu tứ tung thì tung thì thiếu, thân thể tiêu tung, thân thành tù tội. Tháng từ trước, thầy trọng từ ti tới trường thưởng trường thầy tiên tiến. Từ ti tới trường thì trời tối, thầy trọng thấy thầy Thủy theo tán tỉnh Thu Tâm. Thầy Thủy đâu rồi? Thu Tâm, thầy trọng tâm thương. Tôi thánh thiện, tôi thật tiếc thấy Thu Tâm thương thầy trọng. Thầy trọng tức tối, tiến tới túm tóc thầy Thủy, thổi tới tóc. Thầy Thủy thét thất thanh, trời thầy trọng thôi thôi, tôi thề tôi trả thù. Thầy Thủy truy tố thầy trọng. Trước tòa, thầy trọng thành thật thú tội trạng. Tòa thương tình tặng thầy 8 tháng tù. Trong tù, thầy trọng than thở. Thôi thôi thôi, thế thì thôi, thảm thương thân thể thật thiệt thòi. Thật tình tôi thấy tim tê tái, tôi tiếc tình tôi tháng tháng trôi. Câu chuyện đến đây hết rồi. Mà ban tổ chức đừng biết là có một tổ đang định hát tiếp. Thưa các thầy cô, là cô Tâm ngày đó bây giờ đổi tên là cô Liên rồi. À, vâng. À, xin cảm ơn phần góp vui rất là đáng yêu của anh đã làm cho không khí thêm thân mật và gần gũi ấm cúng hơn. Tiếp theo đây là phần biểu diễn của một tổ mà nãy giờ tranh giành mãi không có được với tổ phụ huynh, nên thôi bây giờ tổ phụ huynh nhường lại. Xin mời tổ ngoại ngữ và cả gia đình chúng ta dành cho gia đình ngoại ngữ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Mời tổ văn phòng chuẩn bị ạ. Chúng ta hãy nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tham dự của tổ văn phòng. Xin mời đại diện của tổ văn phòng lên tiếp tục chương trình. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, xin mời toàn thể cùng lắng nghe qua tiếng hát của cô Hội. Xin mời cô. Thank you.
một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục dự thi cuối cùng. Xin cảm ơn phần tham gia của tổ văn phòng với giọng hát rất là rạng ngào. Và kính thưa các thầy cô, ban tổ chức xin được thông báo đến quý thầy cô và quý đại biểu cũng như quý vị khách mời. Sau đây là chương trình sinh hoạt tự do đến đúng 11:20. Kính mời tất cả các thầy cô cùng quý vị đại biểu và khách mời tập trung tại đây để chúng ta dùng cơm trưa. Và đúng ra thì chương trình sẽ trao giải thưởng ngay bây giờ, nhưng mà vì ban giám khảo đang rất là bối rối, không biết là trao giải cho ai, nên ban giám khảo xin phép 3 tiếng đồng hồ để vừa cộng điểm vừa chia trung bình cho nó khách quan. Sau đó chiều nay chúng ta cùng trao giải, phải không thầy Khoa? Và tôi cũng xin tiếp lời cô Vượng. Thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục 3 cái nội dung trò chơi. Thì tất cả chúng ta đều chia thành 8 tổ. Như vậy thì mỗi tổ chúng ta sẽ cử ra để tham gia trò chơi. Vậy thứ nhất là trò chơi là thi đấu bơi lội, bơi khoảng cách là 25m. Lưu ý trò chơi này, nếu như chúng ta không biết bơi, chúng ta có thể mướn phao, chúng ta có thể bơi trên mặt nước vẫn được. Những người không cần thiết là những người biết bơi mới thi bơi. Đó là chương trình chúng ta sẽ thi bơi ở bên tay trái. Những ai đăng ký tham gia thì nhanh chóng đến gặp tôi để đăng ký. Trong đó là có cả phụ huynh lẫn học sinh và cả giáo viên. Nam nữ chúng ta thi độc lập. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là bắt cá bằng hai tay. Chứ không phải là hai tay chúng ta đi bắt cá cũng vậy. Chúng ta sẽ có một cái hướng ở bên phía bên trái. Những ai đăng ký tham gia bắt cá ở nội dung này thì chúng ta ai bắt được nhiều nhất thì chúng ta sẽ được phần thưởng. Thì mỗi một tổ thì chúng ta cử một người, một nam hoặc một nữ hoặc người thân của mình nếu như muốn bắt cá. Vâng, 8 tổ. Nội dung cuối cùng đó là chúng ta sẽ chèo ghe. Nội dung này rất là quan trọng. Chèo ghe chúng ta sẽ ra ngoài sông, giữa sông chúng ta sẽ chèo ghe theo hướng mà quy định của ban tổ chức. Như vậy ai tham gia thì chúng ta nhanh chóng đăng ký. Chúng ta là khi mà tham gia hồ bơi, khi mà chèo xuồng á, thì sẽ có hai người chung một xuồng. Mỗi một tổ cử ra hai người. Như vậy thì ai tham gia thì nhanh chóng ngay bây giờ tới đăng ký liền cho tôi để tham gia ghi tên để chúng tôi kiểm soát cho nó dễ hơn. Và chúng tôi sẽ nhờ bên khu du lịch sẽ kiểm soát chúng ta nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời 8 tổ chúng ta đăng ký. Vâng, xin cảm ơn. Chưa nói một lời nào, tỏ thấy ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu.
hỏi lên đây ôm lại tình xưa. Tiếp theo là bài ca xây dựng, một bài hát rất là hay, rất là ý nghĩa. Xin mời một vị khách rất là đặc biệt của trường An Nhơn đã đăng ký bài hát này. Nhân ngày vui và các cô trong trường, tôi xin đang góp vui bài hát của ca sĩ. Trăng vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại đến đường đến chân trời mới. Vui của tôi ta về ngôi nhà trong mong ước đã chan hòa trong niềm vui. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong ánh trăng, dương khói bom, suốt bốn mùa, tôi vẫn xây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làn gió về. Thank you.
Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, tất cả chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể đi ra đi vào, vâng, không cần tốn tiền. Đó. Riêng các anh chị mà chúng ta tham gia nội dung bơi thì tôi cũng đã liên lạc qua bên khu du lịch, thì tất cả nam sinh đều phải đóng tiền. À, như vậy thì khu vực này thì bên công đoàn chúng ta sẽ hỗ trợ. Cho nên là quý thầy và quý phụ huynh chúng ta cứ yên tâm. Và lưu ý là bên đó thì tôi cũng thông báo, tôi cũng hỏi thăm là về cái đồ trang phục bơi, thì tất cả những cái quần nào mà nó có liên quan chiếc thun thì chúng ta có quyền vào bơi. Nhớ lưu ý đừng có mặc cái quần bơi mỏng quá thì thôi. Còn tất cả quần jean hay là quần gì chúng ta không được phép vào. Vâng, nếu như ai muốn có phao thì phao ở bên phía trong hồ bơi là đều có đầy đủ. Còn nếu như ai lớn cỡ quá thì chúng ta sẽ trực tiếp qua quầy, chúng ta sẽ mượn được một cái phao cỡ lớn size XXL, chúng ta sẽ để tiền tạm ứng lại, chúng ta người ta không có thu tiền, tạm ứng để giữ lại thôi, đóng cọc. Sau đó chúng ta bơi xong, chúng ta tháo phao ra, chúng ta trả lại và lấy tiền lại. Vâng, hai trò chơi này sau khi chúng ta sẽ ăn trưa xong là bắt đầu chúng ta sẽ thi trò chơi đầu tiên là trò chơi bắt cá. Cho nên là những ai chuẩn bị thi bắt cá thì chúng ta sẽ chuẩn bị nhé. Đường Việt Nam mỗi vô cùng vô tận, đường ngang tàn ngoài Việt Nam giữa Trường Sơn. Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian. Đường ruộng ngô đền xóm dừa chờ cùng, đường ngông cuồng đường Trường Chinh vẫn xuôi dòng. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn về bước sông chơi. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan. Bao lòng tham chất chứa đầy, những mưu đồ bảo tàn đang ngăn lối. Nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn dân hằng đi dựng lấy huy hoàng, dấu da vàng này là vua đấu tranh. Đường của ta đưa ta về thành mình, đường an lành đường thành thơi những ngày vui. Đường Việt Nam mời những bước chân rời sát nhau lại, vì đường vẫn còn dài. Hãy
Ôi cô Huynh ơi, đây. Bây giờ chúng ta xuống cái bực cái chỗ dưới nước này, mỗi tòa cái là chạy xuống nha. Bỏ đâu? 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 Bỏ Cảm ơn.
tập trung vô, dồn vô. Bắt được con
Đó là chỗ này là cái chỗ nó hơi qua nhất. Ngồi ngay cái chỗ này rồi, cũng bệt. Đang ngay trên nhà. Chạy ngang mình nó chứa mùi trọc. Chạy ngang mình nó hết mùi trọc. Bỏ ngồi chỗ đó là thầy Giai. Đó, chỗ này là cái chỗ cá. Lặn xuống anh chồng ơi, đúng rồi, lặn xuống. Đó. Làm như cá mập á, đứa sợ. Áo lúc này. Lặn thì nó không có thế. Nãy giờ làm cò con mà nó không sợ. Đó, ngồi chỗ này nè, mày thấy chỗ này ra ngay chân nè. Có con nào nó lọc cái hai theo cho mình bắt. Hy sinh đúng không? Đó, mày ngồi ngay chỗ đó luôn. Ngồi xuống. Anh như vậy.
con là nam hay là nữ? Phải chạy con cái gì nè? Con gì? Mẹ ơi. Con rồi chị em phụ nữ nào muốn vô thì đi trên mà đi vô trong. Mà nam sinh ở lại mua vé. Mình cũng vô xem không ta? Nữ ghi tên vô xem. Mời vô ơi. Ghi tên đi ghép vô. Tất cả nữ ghi tên số điện thoại, ai muốn vô tắm bơi rồi thì ghi tên vô số điện thoại. Còn nam sinh cầm vé đi vô, chuẩn bị trò chơi. Đây. Thank you.
Nhất bánh này Mỹ, em này về luôn. Thôi. 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 Thôi.
Rồi xin nghe cái đường trên đây. Ông nhìn nào. Sáng nhìn anh. Tổng anh ngữ, xin mời cô Hương. Cô Hương ra. Thẻ ảnh nè, thẻ ảnh nè. Bạn tôi sáng nhìn anh đi giá thịt. Bạn tôi sáng nhà xe 20 cây số. Thằng đi giày ghê. Đưa làm tiếp thì xin kính mời tất cả những ai đã nhận bằng được lên đây chụp hình luôn nè. Tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện lâu nghe. Chuyện ngày tháng. Có. Nhưng mà cái này là không được quên mất cái đó luôn kìa. Giữ lại chân. Ủa cái này bố. Không có đâu. Hôm nay cho em sẽ chạy. Chờ anh cho rồi. Hôm nay còn ngu người cuối thôi. Thầy chỉ kìa cho cùng đi xoay Hoành Sơn, cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi điên rừng hoang ra lúa thơm, vượt khơi ra đảo xa. Lướt ngàn nước sông nhà, ta đập bôi cho mẹ cha. Từ Nam Quan Cà Mau, từ non cao rừng sâu, gặp nhau do non nước xây cầu. Người thanh niên Việt Nam quay về với xóm làng, tiếng reo vui rộn trong lòng. Cùng đi xoay Hoành Sơn, cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi biên rừng hoang ra lúa thơm, vượt khơi ra đảo xa, lướt ngàn nước sông nhà, ta đắp bôi cho mẹ cha. Từ Nam Quan Cà Mau, từ non cao rừng sâu, gặp nhau do non nước xây cầu. Người thanh niên Việt Nam quay về với xóm làng, tiếng reo vui rộn trong lòng. Cùng đi xoay Hoành Sơn, cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi biên rừng hoang ra lúa thơm, vượt khơi ra đảo xa, lướt ngàn nước sông nhà, ta đắp bôi cho mẹ cha. Ta đắp bôi cho mẹ cha. Ta đắp bôi cho mẹ cha. Đường Việt Nam ơi vô cùng vô tận, đường ngang tàn ngoài Việt Nam giữa Trường Sơn, đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi xóm làng một giờ gian, đường ruộng ngô đền xóm dừa chưa cùng, đường ngông cuồng đường Trường Chinh vẫn xuôi dòng, đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn về bước sông chơi. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước âm thầm và tim nát tan, bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo ta đang ngăn lối, nhưng càng mưa sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi rất hăng, đi dựng lấy huy hoàng, dấu da vàng này là vua đấu tranh, đường của ta đưa ta về thành mình, đường an lành đường thành thơi những ngày vui, đường Việt Nam mời những bước chân rời sát nhau lại vì đường vẫn còn dài.
giữa Trường Sơn. Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng, mỗi sông làng một giờ gian. Đường ruộng có đền xóm giữa trường, đường ngông cuộn đường Trường Chinh vẫn ruồi dòng. Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi, lúa yêu người hẹn quên bước dòng chơi. Ai từng đi trên đường Việt Nam, bước ầm ầm và đi lan lan. Bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bảo tàn đang ngăn lối. Sông càng vươn tới, bước chân hùng còn đi rất thăng. Chỉ dừng lấy huy hoàng, sông Ra Vàng này là vua đấu tranh. Đường của ta đưa ta về thành bình, đường an lành, đường thành thơi những ngày vui. Đường Việt Nam mời chân rời sát nhau lại vì đường vẫn còn dài. Thank you.
Yeah.